giờ cũng đi vào hoạt động chưa được bao lâu. Nên là còn dang dở lắm. Vâng, kính thưa tất cả mọi người, đây trước mắt chúng ta là cái khu gọi là nghỉ dưỡng Ngòi Xanh. Cái này là thuộc về xã Mỹ Bằng đúng không? À, Phú Lâm à? Phú Lâm vẫn thuộc về thành phố Tuyên Quang. Đây là một cái cơ sở mà nghỉ dưỡng hôm tây, nhưng mà cũng cơ bản cũng đẹp, nhưng mà vẫn còn đang giai đoạn hoàn thiện, cũng chưa đi vào hoạt động được, vẫn còn mới mẻ. Tất nhiên đến chơi thì cũng được, nhưng mà điều kiện thì cũng chưa tốt. Điều kiện chưa tốt lắm. Đây, cái vị trí đây thì cũng khá đẹp, nhưng mà điều kiện thăm thú và ăn ngủ nghỉ là cũng chưa tốt, thật sự chưa tốt. Cho nên là chúng ta sẽ khảo sát một chút. Đây. Vâng. Phía trước thì cũng về cảnh quan thì cũng được. Nhưng mà về điều kiện thì cũng chưa tốt. Và xin giới thiệu lại với các quý vị một lần nữa là đây là khu Ngòi Xanh của xã Phú Lâm. Đây là khu hôm tây, cũng tương đối được thôi, nhưng mà chưa tốt bởi vì là vẫn còn nhiều hạng mục chưa hoàn thiện. Cho nên là chúng tôi muốn khảo sát để đưa anh em đến đây thăm thú một chút, và định là gặp mặt nhau tại đây, nhưng mà có lẽ là chưa ổn lắm, nhìn vẫn còn dang dở hoang sơ lắm. Ở trên này là một cái vạt hoa sim hoa mua cũng khá là đẹp, check in cũng tốt, nhưng về cơ bản thì là cũng vẫn còn, nhìn vẫn còn chưa được hoành tráng, chưa được thu hút lắm. Đây ạ. Đây, sau một cơn mưa gió thì mọi thứ trông cũng còn ngổn ngang lắm. Đây cũng có một cái bể bơi tắm, nhưng mà có vẻ như chưa hoàn thiện. Còn đây là một cái không gian ngoài trời để có mọi người có thể ngồi bàn tiệc. Tiệc ở khu vực này nếu thời tiết tốt thì cũng rất là ok, nhưng nếu mưa gió hoặc là mưa nắng quá thì cũng... nắng thì còn được, nhưng mưa thì không được. Nắng thì có ô che các kiểu. Đấy, trên kia thì có những cái khu nhà sàn cũng tương đối to. Đang nhiều cái công trình chưa hoàn thiện đó. Đấy, một số các bác lao công vẫn còn đang lao động đang lao động. Đây là bà chủ à? Ô, đừng chụp chị. À, bà chủ áo đỏ à? Ngồi đây. Bà chủ. Chị bảo thế thì là chị cũng quen
Đây là ấy chưa? Cái chỗ này hoạt động được chưa? Khách đặt trước thì cũng nhận khách rồi. Nhận khách được khoảng 1 tháng rồi ạ. À thế à? Chị về hưu từ năm 2020. Còn không thì vẫn là chưa chính thức. Vâng, đây là bà chủ của khu Ngòi Sen. Ngòi Sen Hôm Tây. Phòng văn hóa ủy ban á. Phòng tư pháp này. Đây là thuộc về xã Phú Lâm đúng không? Phòng tư pháp. Em làm đến lâu chưa? Làm từ năm nào? Em về sở từ 2014. Thế chị làm từ có một đầu chị làm ở đây là sở nhà đang gì lấy xe kìa. Sở văn hóa mình đi hồi anh đi tham gia á. Ừ, chị làm ở sở á. Kiểm tra đây là cái khu có thể là gặp gỡ giao lưu ca hát tại đây karaoke. Còn đây là khu vực ngoài cổng vào. Chúng ta có thể ra ngoài cổng để ngắm nhìn toàn cảnh. Đây là có những cái mấy mảnh ruộng bậc thang. Đấy. Khu nhà sàn. Nhà sàn kia là nhà sàn của người Cao Lan. Đấy. Đây là phía cổng nhìn vào. Đây là một cái dạng chuối, chuối tây rất là đẹp. Đây thì lại ra quốc lộ rồi. Quốc lộ này thì con lộ này cũng là liên thôn liên xã thôi. À, đây có một cái dạng chuối rất là lớn, nhìn rất là thích, nhiều quả lắm. Đây ạ, chuối rất nhiều quả rồi. Đấy, rất nhiều buồng chuối. Đấy. Phía trước mắt chúng ta là khu núi Nghiêm. Vâng. Chúng ta ngắm nhìn lại một lần nữa cái biển của khu nghỉ dưỡng Ngòi Xanh nhá. Có cả số điện thoại đây. Chúng ta nếu có nhu cầu nghỉ dưỡng hoặc là thăm thú gặp mặt thì chúng ta sẽ đến với cơ sở Ngòi Xanh của xã Phú Lâm, huyện là Yên Sơn. À, Phú Lâm này vẫn thuộc về lại một cái thành phố Tuyên Quang rồi nhé. Xin thân ái kính chào mọi người, xin kết thúc clip ở đây ạ.